Tao Việt chọn sinh con rồi mới cưới. Trào lưu hay quan niệm hợp thời? Mình nóng lòng có con hay sao? Nóng lòng chứ. Tại vì cũng già rồi. Không có thì sau này sợ đơn độc lắm. Đồng lòng. Với Kim Cương thì khi mà bắt đầu đến với Phúc thì Kim Cương cũng biết là Phúc là ca sĩ nổi tiếng, rồi cũng hoạt động âm nhạc nhiều năm. Và Kim Cương khi mà đồng hành với Phúc thì Kim Cương rất là hiểu rõ những gì mà Phúc làm. Vì nhiều lý do khác nhau, các cặp đôi V-Beat như Hồ Quang Hiếu, Huệ Như, Phan Mạnh Quỳnh, Khánh Vy, Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đều chọn cách có con trước, tạo dựng một cuộc sống ổn định rồi mới chính thức tổ chức đám cưới. Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như là một cặp đôi mới toanh của làng giải trí Việt. Những ngày gần đây, chuyện tình của họ nhận được nhiều sự chú ý vì vừa công khai chưa được bao lâu thì đã tiết lộ dự định sinh con, kết hôn. Người mẫu Tuệ Như cho biết cô đồng ý về chung nhà, có em bé với giọng ca còn bướm xuân sau 3 tháng yêu vì tin tưởng anh. Đáng chú ý, cặp đôi tiết lộ sẽ đăng ký kết hôn và có con trước rồi mới làm đám cưới. Tuệ Như tâm sự với truyền thông rằng, chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trong năm nay. Tôi và anh tính có em bé trước, sau này khi còn cứng cáp, chúng tôi mới làm đám cưới để con được xuất hiện trong ngày trọng đại của bà mẹ. Tôi đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23. Tôi nghĩ khi có con, bản thân sẽ không quá vất vả vì chắc chắn anh Hiếu sẽ phụ giúp. Về chung nhà, cả hai sẽ cùng cố gắng vun đắp hôn nhân. Những chia sẻ dự định của Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như được các fan ủng hộ nhiệt tình, đồng thời chúc phúc cho họ. Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả cho rằng cặp đôi quá vội vàng vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con. Đứng trước bình luận trái chiều này, Hồ Quang Hiếu cho biết, chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi. Sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ. Không riêng gì Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như, làng giải trí Việt từng có nhiều cặp đôi chọn có con trước làm đám cưới sau, tiêu biểu như Mạc Văn Khoa, Vy Boom. Hôn lễ của họ được tổ chức vào tháng 6 năm 2022 khi con gái đầu lòng Mini đã hơn 1 tuổi. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương cũng có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018. Tương tự, Đăng Khôi, Thủy Anh đăng ký kết hôn và sinh bé Ken, rồi mới tổ chức hôn lễ vào tháng 11 năm 2013. Đám cưới của Thủy Tiên, Công Vinh tháng 12 năm 2014 từng là hôn lễ được mong chờ nhất nhì V-Beat, bởi lẽ trước khi chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường, cả hai đã có tới 6 năm mặn nồng và sinh được một thiên thần nhỏ, bé bánh gạo. Nói về lý do sinh con rồi mới tổ chức đám cưới, Thủy Tiên cho biết, tôi cũng không muốn làm điều ngược đời để mọi người nói này nọ, nhưng vì tôi có những điều tin vào tâm linh, tôi đặc biệt tin phải cưới vào cái năm không phạm đến tuổi. Còn việc sinh con thì tôi lại muốn tốt cho đứa con với ba mẹ, nên tôi chọn một năm thật đẹp, thật hợp để sinh con. Tôi biết người ta sẽ dị nghị, nhưng quan trọng là hạnh phúc của mình. Mình nên làm thế nào cho tốt nhất với chính cuộc đời mình, chồng con mình. Hòa Minzy cũng là một trường hợp lựa chọn sinh con trước, cưới sau, nhưng đáng tiếc cho cô là mọi chuyện lại lỡ giờ. Trong buổi livestream để mừng sinh nhật tuổi 26, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn sinh hai bé rồi mới tổ chức hôn lễ, để khi đó các con sẽ xuất hiện trên thánh đường và cầm váy cưới cho mẹ. Tôn trọng sở thích của Hòa Minzy, bạn trai cô đồng ý, dù anh vốn đã tính đến chuyện làm đám cưới từ sớm. Tháng 2 năm 2022, giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp, lên tiếng xác nhận chia tay. Thời điểm ấy, cô và bạn trai đã có một con chung là bé Bo. Có thể thấy ngày càng nhiều sao Việt không sợ dư luận chỉ trích khi chọn cách có con trước rồi mới làm đám cưới hay đăng ký kết hôn. Lý do thì rất đa dạng. Chủ quan có, khách quan có, song điều đó cũng phần nào cho thấy những suy nghĩ và quan điểm sống thoáng hơn trong giới trẻ ngày nay. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!